Ngày 30 tháng 1 vừa qua, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Đăng Quyền đã ký quyết định công nhận thác Hòn Lối thuộc xã Giao Thiện, huyện Lang Chánh là di tích danh lam thắng cảnh cấp tỉnh. Thác Hòn Lối nằm ở địa bàn thôn Làn Sổ, xã Giao Thiện, cách trung tâm thị trấn Lang Chánh khoảng 18 km. Thác Hòn Lối có lịch sử được gắn với truyền thuyết vị anh hùng dân tộc Lê Lợi. Đây là thác nước tự nhiên, có chiều dài khoảng 3,5 km, bắt nguồn từ lòng Húng chảy qua. Nơi đây còn có suối Láo thuộc làng Đền xưa, gắn với sự tích Lê Lợi cùng nghĩa quân Lam Sơn, hòa nước sông uống chén rượu ngọt ngào. Toàn bộ hệ thống thác gồm 3 ngọn thác chính. Vào với các dòng thác, chúng ta sẽ gặp ngay dòng thác thứ nhất chỉ cao hơn 4,5 mét, nhưng có 3 nhánh dòng thác nhỏ đổ hòa vào nhau, được ví như một tam giác bạc, tạo nên một lòng hồ nước sâu, rộng, xanh thẳm. Dòng thác thứ hai cách đó chừng 500 mét và cao hơn chút, khoảng 6 mét. Và cách thác thứ hai chỉ có 100 mét là đến thác thứ ba, cao hơn 10 mét. Chính dòng thác thứ ba này tạo nên âm thanh kỳ diệu tuyệt vời, với dòng nước chảy lan tỏa như một làn mây trắng, tạo nên một bức tranh sơn thủy hữu tình. Khu vực thác Hòn Lối chủ yếu là rừng nguyên sinh với thảm thực vật, động vật phong phú. Đây chính là một địa điểm du lịch sinh thái hấp dẫn, bởi nơi đây có khung cảnh sơn thủy hữu tình với khí hậu trong lành, mát mẻ quanh năm. Ở bên ngoài thác tại làng Đền xưa thuộc thôn Làn Sổ có đền Tên Pùa do nhân dân địa phương phục dựng lại, với các hoạt động văn hóa tín ngưỡng thu hút khách đến tham quan. Bởi vậy, việc công nhận, quy hoạch, bảo tồn di tích danh lam thắng cảnh thác Hòn Lối có ý nghĩa quan trọng trong việc khai thác tiềm năng du lịch, đồng thời góp phần bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, môi trường, nguồn nước. Để khai thác tiềm năng thế mạnh của thác Hòn Lối, được biết trong thời gian tới, xã Giao Thiện sẽ tổ chức tuyên truyền đến bà con nhân dân, thu hút khách du lịch tham quan, đầu tư làm mới tuyến giao thông từ trung tâm xã vào thác Hòn Lối. Trước hết là phải giữ nguyên trạng các cái rừng hiện nay là những cái cây trong cái tuyến và thác Hòn Lối. Là thứ hai là bà con đi dẫy thì phải giữ về cái vệ sinh môi trường, đặc biệt là về cái phòng cháy rừng trong cái tuyến đi thác, và là phải giữ lại cái cảnh quan nguyên sơ của cái thác Hòn Lối đang hiện tại đang có. Chúng tôi cái này là trong các cái hội nghị chúng tôi tuyên truyền tới toàn thể các đồng chí cán bộ trong thôn, đặc biệt là tuyên truyền từ các đồng chí cán bộ thì tuyên truyền đến các thôn bản cho bà con nắm được là cái giữ làm sao được cái môi trường nguyên vẹn nguyên của cái thác Hòn Lối từ trước đến nay. Với tiềm năng thế mạnh vẻ đẹp tự nhiên cùng với việc trùng tu tôn tạo di tích lịch sử gắn với phát triển du lịch sẽ là nền tảng để huyện Lang Chánh nói chung, xã Giao Thiện nói riêng thực hiện tốt nghị quyết 08 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch.